Đồ lan cộng peanut bằng donut. Và khi được hỏi rằng bánh có giòn không thì Len trả lời: chưa chắc đã giòn đâu. Sau khi đấm vỡ mồm DK, Katy Rooster thuận thế xông lên đấm luôn cả Gen Z. Trong một ngày mà Đồ lan vừa được pháp sư Pelu lên clip khen đánh cháy thì Gen Z không thể nào chống lại sức mạnh của thần linh. Anh Vinh không còn dọn lúa mà chuyển sang vấp cỏ. Hội người già Katy có được chiến thắng 2-1, Len trả thù đội tuyệt cũ thành công. Cũng nhờ ơn Katy, Hangulai Sport phải nhận hết cơn thịnh nộ của D-Plus Kia khi mà vi cá pick vào Corki đã khiến cả khán phòng LOL Park phải nháo nhào. Minh chứng cho việc đó, ZK đã khiến các fan chuyển từ hy vọng sang tuyệt vọng với KDA không một tác dụng. Đại chiến Super Team kết thúc chóng vánh 2-0 khi Hoàng tử trộm cắp gặp phải Dung Kinh hàng hiệu, còn Kingun thì vẫn hóa đần khi gặp bất cứ ai không phải là Zeus. Gen Z gọi nhưng T1 không thèm trả lời. Trong một ngày bình thường không có tình tiết đến từ những bộ phim hoạt hình Nhật Bản, T1 dễ dàng hạ gục những chú rồng xanh. Zeus sau khi gặp và được ngài Morgan chỉ điểm, thần sấm đã cầm Fiora chặt tan nát đội hình Derrick. Phía bên kia chiến tuyến, Đức Đam chơi Varus chấp rờ, chọc mù mắt người xem với những pha xuẩn xích tội đồ của mình. Đến ván đấu thứ hai, hai đội pick 4 xạ thủ đi bot, chính thức chuyển sang chơi game bắn súng. Croco bảo đồng đội ôm trụ farm thôi, nhưng muốn ôm cũng phải hỏi xem T1 có đồng ý hay không cái đã. Keria thấy game quá nhàn, quyết định tạo điểm nhấn bằng một pha combo Caitlyn 16 nút. Sau khi training cho Derrick một buổi tập né skill thì T1 nhẹ nhàng chấm dứt nỗi đau của đối phương sau 25 phút thi đấu. Quỷ già ba cơ đi bộ vuốt râu và đàn em vẫn chững chệ trên đỉnh LCK. LPL cũng có một diễn biến rất đáng chú ý khi hai super team là Jindong Gaming và Weibo Gaming chạm mặt nhau. Trước trận đấu, The Sign thì thầm với 369 là nhường bạn cái lên, tôi xin cái game. Và sau đó anh ta thực sự đã lan ra fit trục xác. Việc này đã ăn lốc nội tại mùa xuân của Sahu. Midlane của Weibo Gaming ngừng khóc, cắm bàn phím vào và bắt đầu làm ảo thuật với Syndra. Siêu xạ thủ Ruler du học Trung Quốc, học gì không học lại học ngay skill vấp cỏ của anh Tình, nhanh như điện vào giữa đội hình đối phương. Tuy Kanavi đã cố gắng hết sức, nhưng Jindong Gaming vẫn bị Weibo Gaming đánh bại với tỷ số 2-1.